Xin chào các bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh chim cảnh cá cảnh của em nhá. Mời các bác đi câu cái ao phim trường Selena của em nhá. Chỗ này thì là giếc rất là to các bác ạ, mồi câu thì vẫn sử dụng mồi câu minh khôi này các bác nhá. Mắc cái gì đây? Ôi chỗ này có rác các anh ạ. Đứt rồi, đứt thẻo rồi. Chưa được câu phát nào đã đứt thẻo rồi. À may quá còn. Cước kia cái gì đây? À đúng rồi, dễ sen. Vâng. Hôm nay đặc biệt hơn là đánh mồi vuốt các bạn, không đánh bê. Cái ao này là cái là nó tĩnh. Đánh vuốt được. Sắp đôi hai con lô phì các bạn nhé. Tí đấy. Giếc thì cũng có nhưng mà nó ít. Đa số là lô phì. Sao? Còn lô phì hạt bưởi các bác ơi. Đây này anh thấy không? Xuống là chết. Còn sắp đôi rô phi thôi. Quá phê các bạn. Không trượt phát nào. Mà có khi hôm nay không được con giếc nào thật đi. Liên tục, phải gạt hết nó vào rộng, nó thả nó lại ăn mất. Tí phách lên nó đầy giỏ cá rô phi con luôn. Đây, đồ chơi đây. Ủa, đồ sai to dần lên rồi các bạn. Mỗi phút một con là có vẻ là hơi gì rồi. Hơi thái quá rồi. Một phút phải thai ba con. Tí nữa giết nó mà đến cho anh. Cái bình tĩnh. Uống. Nó cài vào cái xương nó gỡ được này. Sợ thật. Quá quá nổ rồi. Bắt hết cái đàn rô phi lên để cầu riêng cho anh. Sắp đôi rô phi các bác nhá. Chạy ui rồi, khá quá nhỉ, giếc to quá nhỉ. Giếc con gì trắng tinh. Ui vền vền vền. Vền vền. Ui đây, cả cá vền. Hôm nay là con gì cũng phải lên hết đây ạ. Đó là con vền nhá. Vãi trưởng to. Chú bảnh lên. Tiền nước rồi. To vãi trưởng. Đó là con vẹt nữa, khá là to. Phải được 3-4 lạng. Đôi khi phải hơn đấy. Em cũng nghe đồn thôi chứ cũng không biết. Cái này chỉ một vạch là đánh cũng chết đấy ạ. Không phải nó ăn, không phải nhịp lắm. Cứ một vạch là chết. Đây này.
Ong vút. Mắc. Ơ vẫn có cá này. Dính cá. Mắc là vẫn còn như là con cá. Rồi nó nuốt lưỡi thế này thì chết rồi. Lưỡi bé quá nó cũng dở. Nuốt chừng luôn. Không có cách nào nữa rồi. Không cách nào giữ được các bạn. Cắt lưỡi dây thôi. Tay thẻo khác. Cắn bây giờ cái điện thoại này. Rong rong rong, rô phi, cho nó mất rồi. Đang nghe điện thoại. Alo, 125.000. Là đúng rồi, ờ nhá. Ok bạn. Này này, chạy này, chạy này, chạy này. Con giếc đầu tiên. Con giếc đầu tiên các bác ơi. Đấy, cuối cùng nó cũng hết đàn rô phi thôi. Bây giờ là thao bằng bắt riếc. Đấy, riếc tiếp rồi. Báo cá riếc tiếp rồi. Bắt hết đàn rô phi là câu được riếc ngay. Hai em giết liền vào cầu rồi đấy. Sao vừa bỏ hết rô xong thì được một đôi. Đôi con luôn, sợ thật. Ui giời, dẻo đánh mới hay. Giờ ai còn câu cần cứng anh. Nhưng mà anh tập gãy cái này đi, máy nó xuống ngự mà bon chen. Vẫn là cá con. Cá nó im bặt như các bác ơi. Biết cái gì đang chờ đợi ở dưới đó. Nó còn không được bằng ngón tay cái. Rô phi cứ chơi cả cặp. Úi giời, giếc to. Mất một con anh ạ, tí sấp đôi. Phóng ra ngoài một con. Úi đứt thẻo luôn này. Con gì ấy chứ. Đứt thẻo luôn, con phóng ra là con gì ấy. Một cặp mà. Giếc là sao mà cắn đứt được cái dây này. Rô to hoặc là cá chuối. Chào các bác nhá, bây giờ đến giờ em xu đồ đi về đây. Câu khoảng 2 tiếng đồng hồ bắt được bài cá đây. Bởi vì là hôm nay thấy có cá giếc to quá nên là ham hố câu được hơn 2 tiếng. Bây giờ cũng trưa mất rồi, đến giờ trưa rồi. Bình thường thì câu sẽ về sớm hơn. Hôm nay là có cá giếc to thì phải ở lại đó nhá. 2 tiếng bắt đồng này không biết là có ổn áp chưa. Đấy, chỗ này cá tổng hợp 3 cân không hết nhưng mà cũng phải gần 5 đấy các bạn. Đây, cho bác xem con cá to nó như nào. Lần đầu tiên thấy cái loại cá to như vậy quá, ao phim trường. Ao này hoàn toàn thiên nhiên các bác nhá. Cá rất là nhiều.
nhập cả những con cá rô phi con này, nó rất là nhiều các bác nhá. Đây có con cá ngão này, ngão to tướng luôn các bác ạ. Đây em lấy cái mỏ mồi cho bác xem nhá. Mồi câu minh khôi. Đấy con này to dài hơn gói mồi 400g. Đấy con cá dài hơn gói mồi 400g các bác nhá. Cá ngão rất là to. Con diếc thì gần bằng gói mồi. Đây, con diếc so với gói mồi gần bằng luôn. Con thấy khét chưa? Đấy. Rất là nhiều cá. Bây giờ sẽ thả hết cái rô phi này lại hồ đó. Bởi vì hồ này người ta sắp nuôi cá nheo để cho ăn những cái con cá con này các bác này. Nên là mình thả hết rô phi lại để cho cá nheo nó ăn. Bắt hết diếc với lại ngão diếc về các bác nhá. Chào các bác, hẹn gặp lại bác trong những video tiếp theo nhá.